Nữ diễn viên gốc Việt Lê Thị Hiệp, bà diễn của tài tử Tommy Lee Jones trong bộ phim Heaven and Earth, đã qua đời tại Mỹ vào ngày 19 tháng 12 vì biến chứng của căn bệnh ung thư dạ dày. Cô ra đi ở tuổi 46. Lê Thị Hiệp là người Mỹ gốc Việt. Cô sinh ra tại Đà Nẵng, sau đó cùng với các anh chị em đến Mỹ để đoàn tụ với bố mẹ. Con đường nghệ thuật đến với Lê Thị Hiệp cũng khá bất ngờ. Năm 1993, cô đã vượt qua hàng nghìn ứng cử viên để giành lấy vai nữ chính trong tác phẩm chiến tranh Việt Nam Heaven and Earth và diễn chung với nam diễn viên Tommy Lee Jones. Vai diễn của Lê Thị Hiệp là một người phụ nữ Việt Nam có quá khứ đau thương và tâm lý phức tạp khi trải qua nhiều cay đắng, tủi nhục trong chiến tranh và ngay cả khi đặt chân lên đất Mỹ. Ngay khi phim được trình chiếu, Lê Thị Hiệp đã nhận được nhiều sự khen ngợi với lối diễn xuất tự nhiên và đặc biệt. Sau thành công của Heaven and Earth, Lê Thị Hiệp tiếp tục xuất hiện trong một số phim điện ảnh và truyền hình như Bugis Street 1995, Cruel Intention 1999, National Security 2003, Julia 2008. Cô còn viết sách, nhưng cuốn hồi ký hiện vẫn chưa được xuất bản.